Vâng thưa quý vị, anh em Duy đang đi vào ngôi nhà cổ của nhà ông Hùng khoảng gần 500 năm. Ngôi nhà rất cổ, gần như là cổ nhất tại cái làng cổ Đường Lâm này. Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với làng cổ Đường Lâm. Và Duy với Dũng đang ở cái lối vào của cái cổng làng. Lúc này là khoảng tầm 13 giờ hơn thì chúng ta có thể thấy là rất là nhiều khách du lịch người nước ngoài họ cũng đi bộ đến đây. Chắc là đi theo tour. Anh thấy đúng kiểu đồng quê tĩnh lặng đúng không anh? Đến đây là anh thích nhất là cái cổng làng này rồi. Cổng làng và đằng sau là có một cái cây đa rất là to ở kia. Đứng tôn cảnh quê hương Việt Nam. Đồng quê tĩnh lặng. Và mùa lúa nữa thì đẹp nhá. Anh có thích về trải nghiệm những cái nơi này không? Anh thích chứ. Anh rất thích. À, về đây không những mình được ngắm cái khung cảnh mà gần như nó không thay đổi theo thời gian đó, mà mình còn biết được cái lịch sử của cha ông cách đây 200 đến 300 năm về trước đấy. Và anh thấy là cổng làng cổ mà ngày xưa nó to thế này, ô tô vẫn đi vừa đến thời đại, bây giờ là thực sự là cũng rất là lớn đấy. Này, vẫn có thấy có phân bò ở đây này, tức là vẫn làm nông nghiệp. Đấy, những cái quầy hàng bán hàng, các cô các bà vẫn bán bằng những cái sạp tre và nụ cười răng đen. Vâng, cháu vào trong đây tí. Dạ. Nhưng cũng theo thời gian người ta cũng biến tấu đi nhiều rồi đúng không anh? Ừ. Có cái dịch vụ đi xe điện này. Đây là cái hồ đúng không? Ao. Ao của nhà này. À, ao riêng của nhà này. Ôi lớn nhỉ. Thế nhà rộng mới nhỉ? Ờ. Ở đây là những cái cây dừa họ. À phơi củ cải. Củ cải đó là bán đấy. Mọi người bán làm như này đây. Cách Hà Nội có 50 cây rồi mà khác hẳn anh nhỉ? Chứ khác hẳn. Thưa quý vị, anh em Duy đang đi vào ngôi nhà cổ của nhà ông Hùng. Theo như bạn đi cùng bạn ấy nói là khoảng gần 500 năm. Ngôi nhà rất cổ, gần như là cổ nhất tại cái làng cổ Đường Lâm này. Đi dọc đây thì Duy thấy rằng những cái cửa hàng mà bán hàng vỉa hè ấy, thì đa số là những cái cô, những cái bác lớn tuổi bán những cái đặc sản mà người dân ở đây tự làm. Chè lam, kẹo dồi, kẹo lạc. Quý vị các bạn thử đi cùng mình đến nhà cổ ở đây được 500 năm tuổi rồi. Mình được trải nghiệm khám phá ra. Và cái hay ở đây thì Duy thấy rằng cái lối đi này chủ yếu và đa số là được lát bằng gạch cổ. Đường này anh nghĩ là cũng là đường cổ đấy Dũng ạ. Đây này, mình có những cái giếng cổ. Ừ. Nhưng mà bây giờ họ bịt hết rồi. Đằng trước là toàn bằng chữ nôm 1933. Ồ, hình dáng viên đá này giống như đầu của một con rùa đá. Giếng này chắc là xưa dùng cho cả làng tắm mất. Cả làng dùng giếng này. Đứng ở đây thì mình lại nhớ đến cái cảnh ngày xưa nhỉ.
đúng cảnh làng quê Việt Nam cổ đấy anh. Giống như mình sống lại đây. Bây giờ còn mấy làng nào còn được như này đâu anh. Cũng như là những cái ngôi làng mới ở Việt Nam bây giờ thì cái tốc độ xây dựng những cái ngôi nhà mới đúng không? Em mình thấy là cũng thấy có. Bây giờ cũng không giữ lại được những cái cổ kính truyền thống này nữa. Như anh xem mấy viên gạch này. Gạch này toàn đá ong hết đấy. Còn đây là xỉ. Xì đất. Bây giờ anh thấy đá ong cũng còn rất là nhiều này. Nhiều nhà mới họ cũng lấy gạch bằng đá ong. Wow, Dũng ơi, nhìn này. Đến nơi vào đây các bạn ạ. Đúng rồi, mời quý vị và bạn cùng Duy vào ngôi nhà cổ này. Wow, mới vào thì chúng ta thấy hàng cây tơ hồng được cắt tỉa rất là gọn gàng. Nhưng ở đây mùa hè chắc mát lắm nhỉ anh nhỉ? Ừ. Có mát không anh? Anh nghĩ là mát với mỗi cái kiến trúc này. À đây mọi người đang ăn cơm. Chào. Ờ em. Ờ em dùng đi. Anh giờ mới đến đây, vừa ra cổng làng giờ đến đây. Cứ dùng bữa đi. À. Đấy, đây là một trong những người đồng. Ôi, có cả những chùm khế. Khế chữ quá nhỉ? Chào bác ạ. Vâng. Bác ơi, con muốn tham quan ngôi nhà của mình được không ạ? Dạ. Dạ vâng ạ. Cái khế này là khế chua hay là khế ngọt hả? Khế ngọt chua. Dạ. Vâng quý vị, Duy đang vào trong ngôi nhà của chú Hùng. Mời quý vị bạn. Đây, mời anh em vào nhà ăn nước. Con có cảm giác rất là xuống nước. À, vâng. Thưa các bạn. Chú cũng hay lên truyền hình lắm hả? Vâng. À, nhìn trong quen quen. Dạ, trong quen. Dạ. Chú, đây, chú có thể giới thiệu về ngôi nhà của mình được không chú? Đây, như ngôi nhà chú đây thì các cụ để lại một cái bảng cúng cầu an. Dạ. Cái bảng gỗ đây này. Dạ. Lúc này nó rất mờ nhưng mà nếu mà nó điện nó sáng hoặc là mang ra ngoài trời mà nhìn thấy chữ, lúc này cái chữ nó chìm vào trong gỗ. Dạ. Thì trước đây là trước đây bệnh viện Hán Nôm Mậu Dịch là được xây dựng từ năm 1649. Dạ. Tính đến bây giờ là được hơn 300 năm rồi. Dạ. Đấy. Thì theo như Bộ Văn hóa lúc này Đường Lâm là ngôi nhà này một trong những ngôi nhà là có cái niên đại cũng lâu nhất ở đây. Dạ. Thì sau khi mà làng cổ Đường Lâm mà được công nhận di tích cấp quốc gia thì ngôi nhà này lúc đó là được Bộ Văn hóa là các chuyên gia của Nhật Bản họ còn đến trùng tu bảo tồn rồi. Dạ. Nhưng lúc đó là dưới sự chỉ đạo của các chuyên gia Nhật lẫn Bộ Văn hóa là làm sao càng giữ nguyên được cái hiện trạng càng tốt. Dạ. Còn cái vấn đề phục chế là nhiều cái họ cấy vào trong nó vững chắc thôi. Dạ. Lúc đó là ngôi nhà này là có cái công tác bảo tồn là phải dỡ hoàn toàn ra xong lại lắp lại cái. Dạ. Phần nào mà hỏng đa số là người ta cấy vào trong. Dạ. Đấy là cái bảo tồn của các chuyên gia Nhật như vậy. Dạ. Sau khi xong thì hầu như là ngôi nhà vẫn còn nguyên trạng. Đã. Thì được thêm một cái bằng của cái tổ chức UNESCO châu Á Thái Bình Dương họ công nhận. Đã. Họ công nhận cái thứ nhất là có cái niên đại lâu nhất và cái thứ hai là được giữ nguyên trạng nhất. Đã. Ở làng cổ Đường Lâm. Thế còn về kiến trúc của ngôi nhà, nhà 5 gian này lúc này gia đình vẫn sinh hoạt ở 2 gian đầu hồi gọi là 2 gian buồng á. Còn 3 gian nhà ngoài này để thờ cũng các cụ đang ngồi uống nước tiếp khách. Đã. Còn ngày xưa mà các cụ đông con thì vẫn nghỉ được những cái phản ngoài này. Đấy. Thế là kiến trúc của ngôi nhà như thế và gỗ để xây dựng lên với lại tường thì được xây dựng bằng cái gì hả chú? Tất cả những cái về cái vật liệu mà xây dựng ngôi nhà này, cái phần gỗ thì đa số ngày xưa các cụ lấy cái cây vườn để làm nhà. Dạ. Chủ yếu là mít, lá xoan thôi. Dạ. Thế còn đâu đặc trưng của làng cổ Đường Lâm là tất cả những ngôi nhà cổ là đa số xây dựng bằng cái đá ong ở Đường Lâm. Dạ. Đấy. Anh nghe nước đi. Vâng. À. Nước chè tươi, chè tươi. À,
Trong cái làng cổ Đường Lâm này anh em mà đi thì cũng nhiều di tích lắm. Tất cả Đường Lâm có 9 cái di tích lịch sử nhà nước xếp hạng quốc gia cơ. Vâng, chú có thể chia sẻ cho cháu để... Ngoài ra Bộ Văn hóa lấy thêm một số ngôi nhà cổ lâu năm để khách đến Đường Lâm vào chơi tham quan. Dạ. Đấy, khách nước ngoài cũng như là khách trong nước mình. Dạ. Lúc trưa nếu mà anh em đến đây, khách đến đây ăn, đến đây chơi rất đông. Hoặc có những đoàn họ đặt những cái bữa cơm quê ở làng cổ cũng rất là đông. Dạ, vâng. Lúc trưa. Và nhà chú cũng làm cái dịch vụ nấu nướng đấy luôn. Chú có thể kể những cái món gì mà nhà chú có? Thực tế mà cơm quê làng cổ thì là trên này vẫn làm theo cơm quê làng đấy thôi. Là có thịt gà mía là rất nổi tiếng. Ở đây có cái thịt quay đòn, nên là quay trên cái đòn tre tầm độ khoảng 7-8 tiếng mới xong đấy. Đấy. Ngoài ra thì có cá chấm kho tương, đậu lướt ván chấm tương, hoặc là một số đồ như là rau dưa tương cà, hoặc là canh cua mồng tơi, hoặc là canh cải nấu cá rô đồng. Thế thôi. Chứ nó cũng không có sơn hào hải vị gì gọi là đặc sắc cả. Vâng. Nghe là con cũng thấy thèm rồi. Vâng. Trong cái 9 cái di tích làng cổ Đường Lâm thì đất đây gọi là đất hai vua. Dạ. Có Ngô Quyền Phùng Hưng. Dạ. Và ông Giang Văn Minh cũng người làng này. Mà dạ, trên các đường phố nó có đường Giang Văn Minh đấy. Dạ. Chính ông Giang Văn Minh là người làng này. Dạ. Lẫn bà Chúa Mía. Dạ. Đền thờ bà Chúa Mía và được xếp hạng 3 ngôi đình. Được di tích xếp hạng cấp quốc gia nữa. Vâng. Đấy. Anh em mà có thời gian là đi chơi cũng hết một ngày. Vâng. Vào trong chỗ đất hai vua, trong cái rộng rãi mà đẹp lắm, không gian đẹp. Đã. Vào đấy chưa? Vâng chưa. À. Có gần đây không hả chú? Đây vào đấy 2 cây. À, 2 cây. Bây giờ anh em mà ra thì ra chỗ Chùa Mía trước. Vâng. Chùa Mía đẹp lắm. Vâng. Chùa Mía đứng nhất nhì miền Bắc này đấy. Về những cái tượng cũng như là tượng cổ ngày xưa đấy. Vâng. Qua rồi thì. Vâng. Thế thì bây giờ chỉ có vào chỗ lăng Ngô Quyền Phùng Hưng. Đấy. Trùng tu năm 2008 là lúc đó là các chuyên gia nhà thợ làm. Đấy, còn đâu ở đây theo yêu cầu là của hai ông giáo sư Nhật là phải dỡ ra. Dỡ ra cái phần nào hỏng thì họ đánh dấu vào đấy rồi họ sửa thôi. Chứ người Nhật là thường thường là người ta không cho muốn thay những cái mới nhiều. Vâng. Các cái gian như là có các cái mộng mà người ta tháo ra người ta vẫn lắp được vào. Có những cái mà tháo ra mà nó lâu ngày thì cái mộng nó ngậm vào trong nó bị hỏng, bị thối đấy. Thì họ lại cấy từ trong cái ruột của cái cây gỗ ra, xong làm mộng mới, sạp vào. Xong họ dùng cái chất liệu của họ đổ liền vào cái gỗ cũ. À, đấy. Nhưng người ta cũng không là thay mới, người ta chỉ... Thời gian tu bổ mất tầm 4 tháng đấy. 4 tháng. Ở đây thì các đoàn làm phim về đây đóng phim cũng nhiều. Đã. Ví dụ như là những cái phim hài. Đã. Hoặc là anh em xem những bộ phim ngày xưa, đóng cái bộ phim Mơ Thảo Thời Vang Bóng hả? Đóng những cái cảnh cổ người ta hay về làng cổ Đường Lâm người ta xin đóng. Đã. Hoặc là bộ phim Lều Trỏng trong tác phẩm của Ngô Tất Tố mà nói về các sĩ tử đi thi ngày xưa đấy. Đã. Đấy. Có thể chia sẻ về cái dòng họ cũng như là cái ngôi nhà mình đã trải qua bao nhiêu thế hệ rồi, các cụ ngày xưa của mình. Nghĩa là ngôi nhà này mà truyền lại thì ngôi nhà là được hơn chục đời rồi. Dạ. Được 12 đời. Dạ. Thì cũng có đời thì gọi là cũng là trong cái thời gian đấy cũng có rất nhiều cái thăng trầm. Dạ. Đấy, cũng có đời thì rất thịnh, cũng có đời thì nó kém hơn. Dạ. Đấy. Còn theo như ông cụ ngày trước làm ngôi nhà này thì lúc đó là ông cụ lúc ấy là một thầy giáo trong xã hội lúc đó thôi. Dạ. Một nhà nho giáo thôi chứ cũng không phải là quan chức tước thì to. Dạ. Vâng, con cảm ơn chú. Chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và luôn luôn bảo tồn và lưu giữ được cho nhiều thế hệ sau, cho dòng họ cũng như là những cái thế hệ trẻ như bọn cháu. Dạ. Xin chúc anh em có cái buổi hôm nay lên làng cổ Đường Lâm thật là khỏe mạnh, may mắn và gặp nhiều điều thú vị. Vâng, à, xin cảm ơn các anh em. Dạ. Ở đây anh em đi gần nhiều những cái di tích nữa. Dạ. Đẹp lắm. Ví dụ như là vào chỗ Ngô Quyền mà hỏi cái ông Từ đấy đến cái chùa xin sữa đấy. À. Cũng là một cái di tích từ ngày xưa. Dạ. Cái chùa xin sữa là tương truyền là ngày trước thờ hai vị tướng nữ của Ngô Quyền. Đấy. Cái chùa này rất nhỏ thôi, có một cái giếng sữa, giếng nước. À. Thì ngày xưa là thường thường cái người phụ nữ mà sinh con mà mất sữa, đa số vào đấy làm lễ,
làm lễ thì xin cái nước đó uống thì tự nhiên nó có sữa. Thì cách đây độ vài năm trước cũng các nhà khoa học người ta cũng múc một cái nước đó đấy để về nghiên cứu xem trong nước nó có những cái chất gì mà tại sao người phụ nữ uống lại có sữa. Thế họ đã có kết luận gì? Cũng không nghe được cái kết luận. À dạ. Nhưng mà bây giờ mọi người còn sử dụng cái nước đấy để... Vẫn có người, sử dụng ấy. Dạ. Có ngày xưa thì nó nhiều hơn. Dạ. Ngày xưa nếu mà người phụ nữ mà sinh con mà mất sữa là rất là phức tạp. Dạ. Rất là khổ. Dạ. Bây giờ thì nó còn sữa ngoài sữa ấy. Và gần cái gần chỗ Ngô Quyền Phùng Hưng ạ. À dạ. Anh em nếu mà lên đường Lầm thì cũng nên vào đấy chơi. Vâng. Ừ. Trong cái đẹp lắm, có cái dạng rúa trên 1.000 năm tuổi. Và hay đóng phim ở đấy lắm. Đấy. Hay đóng cái bối cảnh cổng làng đấy, đúng không? Cổng làng lẫn trong cái dạng ruối trên 1.000 năm tuổi đấy, giáp chỗ lăng mộ Ngô Quyền. Nghe vào thì ông Từ ông ấy sẽ giới thiệu về lịch sử. Hai ông nằm gần nhau dưới lòng Phùng Hưng. Nếu mà khách du lịch mà muốn liên hệ với chú thì liên hệ như nào chú? Thường thường thì những cái công ty thì họ cũng xin số điện thoại. Đấy. Còn đâu liên hệ chú thì vào cái số điện thoại. Chú có thể cho 0984 871 912. Dạ. Chú vừa có các cái dịch vụ vừa là có nhà cổ của gia đình cũng như là những cái món ăn. Coi như là khách vào làng cổ tham quan thì đây là một cái di tích. Thì khách vào thì thầy chủ nhà thay cho hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử ngôi nhà cũng như là cái phong tục tập quán. Hoặc là trong nói qua qua về cái di tích trong làng cổ thì khách lại sau khi xong thì họ lại đi chơi tiếp.